Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị mặc khải Đức Mẹ Maria ban cho anh Nguyễn Thanh Việt tại Việt Nam và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Phần thứ 5, Sứ giả Mẹ Maria, đi làm sứ giả. Kính thưa anh chị em rất yêu mến, từ ngày được thị kiến với Đức Trinh Nữ Maria đến nay, những câu nói mà con nhận được nhiều nhất từ mọi người là đồ bịa đặt, đồ nói xạo, đồ lừa bịp, và đặc biệt hơn là đồ ma quỷ. Không ít lần con bị người ta vu khống, tố cáo trước mặt quan quyền về tội lừa đảo. Mà lạ thay, những người tố cáo con không ai xa lạ, đó là những người công chính trong giáo hội. Những người tự cho mình là thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, lại đi tố cáo người anh em mình trước mặt vua Chúa. Ôi thật là tệ hại biết bao. Có lần vì quá đau khổ, con thì thầm với Đức Mẹ, xin mẹ hãy làm cho những người ấy tin vào mẹ và đỡ tai tiếng cho con. Nhưng mẹ trả lời, sao con lại bận tâm các việc họ làm? Mẹ đã bảo con phải chịu đau khổ đó mà. Từ đó về sau, con biết ý Đức Mẹ muốn cho con phải chịu như vậy. Có hôm vì biết con quá lo lắng về việc tai tiếng, Đức Mẹ nói, con có muốn đi làm sứ giả cho mẹ không hay là con từ chối? Con thưa, thưa mẹ con muốn. Mẹ nói, như vậy mẹ hỏi con, từ trước đến nay, có vị tiên tri nào của Chúa Giê-xu được công nhận nơi trần thế này không? Ngay cả chính Chúa Giê-xu cũng bị khước từ đó sao? Phần con, sao con lại bận tâm như vậy? Mẹ đã nói con có thể bị giết chết và bị đẩy ra ngoài xã hội, và cha mẹ, anh chị em thân hữu sẽ đứng lên chống đối con đó sao? Hãy vui lòng chấp nhận mọi đau khổ nơi trần thế. Hãy vác thập giá đi theo Chúa mỗi ngày, tiên tri mà không có đau khổ. Đó chỉ là tiên tri giả mà thôi. Ngày nay tiên tri giả rất nhiều, hãy cẩn thận. Con có thể bị tiên tri giả giết chết đó con ạ. Như vậy, con phải nên nhớ tiên tri thật thường bị ngược đãi và bị coi là đồ xấu xa. Mầu nhiệm của sự đau khổ. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay nói với con rằng, Thomas, con có vui lòng đón nhận những đau khổ hằng ngày để chịu cho con, cho giáo hội, cho các linh hồn và cho những kẻ có tội trong anh em của con không? Con hãy nhớ rằng, đau khổ là một mầu nhiệm cao cả mà Chúa đã mặc lấy. Vâng, đúng như vậy. Đau khổ là một mốc son chói lọi để thanh tẩy tâm hồn chúng con, được nên giống Chúa Kitô. Đau khổ là con đường thập giá dẫn đưa chúng con đến bến bờ vinh quang trong Thiên Chúa tình yêu, mà trước hết đau khổ là để dẫn chúng con nhận ra dấu chỉ tình yêu giữa chúng con và Thiên Chúa. Có đau khổ chúng con sẽ hiểu và nhận ra những anh em đồng loại của chúng con đang còn ở giữa chúng con để chia sẻ tình yêu trong bác ái. Có đau khổ chúng con mới có thể làm chứng nhân tin mừng đích thực của tình yêu, là một chứng nhân anh dũng sẵn sàng hy sinh cho một tình yêu thực sự mà không chút nghi ngờ nào khác. Đau khổ là con đường để nên thánh trọn lành, dẫn đưa chúng con đến với Chúa Kitô. Đau khổ để chúng con được tách khỏi bức tường tham vọng của xa hoa vật chất, của một nền văn minh ngập tràn tội lỗi và đau khổ, là con đường để chúng con từ bỏ ý định mưu sâu đen tối của Satan, và đau khổ cũng là món quà vô giá mà Thiên Chúa luôn luôn đón nhận từ nơi chúng ta ở bất cứ lúc nào. Nhưng liệu chúng con có biết tận dụng, biến những đau khổ ấy trở thành những tinh khôi tình yêu hữu ích cho Thiên Chúa không? Hay là chúng con lại biến những đau khổ ấy thành những mối âu lo, sợ hãi, thất vọng, chán chường, rồi buông ra những lời trách móc khó nghe và xúc phạm đến Thiên Chúa, và cũng chính từ lúc ấy vô tình
các con lại tạo ra một cái đà để cho ma quỷ nhảy vào lôi kéo chúng con xa vào cạm bẫy của chúng. Tháng 4 năm 2011, tôi tớ hèn mọn. Hãy biến đau thương thành sức mạnh, những mặc khải đầu tiên. Kính thưa cộng đồng dân Chúa kính mến, Chúa Giêsu đã nói rằng, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi. Và đúng như thế, chúng ta không thể nào hiểu được tư tưởng và thánh ý của Thiên Chúa đâu. Con biết con chỉ là một con người bần cùng của xã hội, trong khi cuộc sống của con chỉ thu hẹp trong phạm vi một góc tường, với tấm thân bại liệt, đến nỗi ai nghe nói tên con cũng đều ngán ngẩm. Một con người chẳng ra gì, sao Thiên Chúa lại tuyển chọn con, cộng tác trong công việc tái thiết thế giới của Ngài, vừa rốt nát quê mùa, bệnh tật, nghèo. Một con người tồi tệ nhất trong xã hội này, thời gian khi nằm trên giường bệnh, người thấu hiểu con nhiều nhất chính Đức Trinh Nữ Maria. Ngày ấy con chẳng có gì xứng đáng để làm lễ và dâng lên Chúa, ngoài những kinh lạy Cha chúng con ở trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương xót con và cho tất cả các linh hồn. Có một lễ vật hiện hữu nhất chính là những đau khổ và bệnh tật hàng ngày giày xé tấm thân, con đều dâng lên cho Chúa và mẹ Maria. Con tâm sự với Chúa rằng, lạy Chúa, tình yêu của con, kẻ hèn mọn, vô dụng, con chỉ có một cái xác đang chết dần. Chúa ơi, nếu đẹp lòng Chúa, con xin được dâng lên Chúa để làm lễ vật hy sinh tấm chân tình con với Chúa. Ngày hôm ấy, khi con đang lần chuỗi mân côi, từ sâu thẳm tận đáy lòng, con nghe được tiếng vọng lại bên tai con rằng, ta sẽ biến đổi cho con từ những hư không thành hiện thực. Vâng, lần đầu tiên trong đời con rất hạnh phúc khi được nghe tiếng Chúa nói qua thần khí thánh thần. Con rất đỗi ngạc nhiên được cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cao cả dường ấy. Ngày 14 tháng 7 2007, con lại được nghe tiếng nói của Thiên Chúa qua thần khí. Những cái mà thế gian này loại bỏ ra ngoài, thì đó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Đôi tay ta luôn nâng đỡ kẻ khốn cùng, và trái tim ta luôn là nơi ẩn náu của những tâm hồn nghèo khổ ấy. Ta sẽ chọn con làm sứ giả cho ta. Tôi tớ hèn mọn. Một số khái niệm tiên tri thật. Thứ nhất, thường hay chịu đau khổ và bị bách hại. Thứ hai, thường không ai quan tâm. Thứ ba, luôn có lòng khiêm nhường tự hạ. Thứ bốn, thường hay ăn chay hãm mình. Thứ năm, lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, chậm. Thứ sáu, nói điều gì sẽ có rất thật. Thứ bảy, không tự ý làm theo ý riêng mình. Thứ tám, cam lòng nhịn nhục không phân bua. Thứ 9, thường xuyên cầu nguyện. Thứ 10, bản tính rất trẻ con nhưng ăn nói rất khôn ngoan. Tiên tri giả. Thứ nhất, hay muốn người khác tôn thờ mình. Thứ hai, thích nói về mình, khinh thường kẻ khác. Thứ ba, không muốn đọc kinh cầu nguyện. Thứ 4, yêu chuộng tiền của và xác thịt. Thứ 5, không khiêm nhường tự hạ. Thứ 6, tỏ cho người ta biết mình là người đạo đức, cho mình là người thường gặp Chúa, mẹ, và có thể nói mình là Chúa, là Đức Mẹ. Thứ 7, làm được phép lạ chữa lành bệnh tật. Thứ 8, không ăn chay hãm mình. Thứ 9, tiên đoán không chính xác, không đúng sự thật. Thứ 10, không có đau khổ, không yêu mến Chúa, tự làm theo ý riêng mình. Xin lưu ý, trên đây con không dám nói mình là tiên tri của Chúa, mà chỉ muốn mình là tôi tớ hèn mọn của Đức Mẹ mà thôi. Được Mẹ chữa lành, được sai đi để làm chứng cho Ngài, và chia sẻ với những người cùng khổ mà thôi. Xin tạ ơn Chúa.
thị nhân là người được thị kiến thấy Chúa Đức Mẹ thế giới thiêng liêng, để nhận những sứ vụ, những thông điệp từ Chúa Đức Mẹ các thánh. Thị kiến là người được nhìn thấy nói chuyện với Chúa Đức Mẹ các thánh trong trạng thái xuất thần khi được mặc khải về thế giới thiêng liêng. Xuất thần, linh hồn lìa ra khỏi xác tạm thời, tim vẫn còn đập, xác không chết. Các giác quan người được xuất thần không còn phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên bên ngoài. Trường hợp các thị nhân tại Mễ Du, linh hồn được Chúa và Đức Mẹ đưa đi cho thấy sự việc vô hình. Thường những thị nhân được nhìn thấy Đức Mẹ, nhận thông điệp Mẹ đều phải được xuất thần. Lưu ý, tuy nhiên, cũng có những trường hợp được nhìn thấy Đức Mẹ nhưng không được xuất thần. Ví dụ trường hợp 6 người được nhìn thấy Đức Mẹ tại nhà anh Thomas vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Thomas Việt chia sẻ mầu nhiệm. Tâm nguyện thực thi ý Mẹ. Con bị bệnh cột sống đã gần 11 năm, tính đến thời điểm được Đức Mẹ chữa khỏi, do té từ độ cao xuống đất. Ngày 1 tháng 11 năm 1999, cột sống hoàn toàn bị bại liệt, các tĩnh mạch thần kinh bị kéo giãn. Các bác sĩ bệnh viện trung tâm chấn thương chỉnh hình kết luận, bị hội chứng rối loạn hệ thống các chức năng thần kinh, không đủ tiêu chuẩn giải phẫu, đành bó tay. Con đành chấp nhận sống với trạng thái tê liệt toàn thân, cử động sinh hoạt phụ thuộc, đau đớn vĩnh viễn. Niềm hy vọng trở lại làm một con người bình thường mạnh khỏe, không khả thi. Căn bệnh ấy sẽ đeo bám con suốt đời, không còn một tia hy vọng nào, kể cả với trình độ khoa học hiện nay. Ngày ấy, Đức Maria đã đến và nói, các con vốn yếu đuối đức tin và thiếu cậy trông nơi Mẹ, nên các con làm Mẹ rất buồn. Các con sợ gì nào? Hãy giơ tay cho Mẹ nắm lấy. Con đã giơ tay ra, Mẹ nâng con đứng dậy. Khi Mẹ nắm tay con cảm thấy có những năng lượng truyền tải vào các mô thần kinh khắp cả cơ thể. Tất cả các mạch máu đều được lưu thông trở lại. Sức khỏe hoàn toàn được hồi phục ngay chính từ lúc ấy. Kính thưa các anh chị, đó có phải là phép nhiệm màu không? Vậy xin hãy nhớ cho, khi bị đau khổ tột cùng, chúng ta hãy đặt niềm tin và cậy trông tuyệt đối vào Mẹ, để Mẹ cầm tay nâng đỡ nhé. Thomas Việt. Con cái loài người vẫn cố tình chối bỏ đức tin, cố tình chối bỏ Thiên Chúa. Khi sự kiện Đức Mẹ hiện ra chữa lành bệnh cho anh Thomas Việt lan rộng, một số người trong vùng, kể cả những người Công giáo, lên án sự việc này. Người ta cho đó là chuyện bịa đặt, hoặc đã được các bệnh viện chữa khỏi trước khi tung tin để làm tiền. Một hành vi lừa đảo. Người ta đã cố tình phủ nhận hồng ân từ chính bàn tay Thiên Chúa. Người ta bĩu môi, nhạo báng rằng, Đức Mẹ nào mà lại hiện ra với một con người bần cùng như vậy? Người ta không cần ngại đi phổ biến các nơi rằng đây là việc làm của ma quỷ. Kính thưa cộng đồng dân Chúa, tôi rất thấu hiểu chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh. Theo đó, chúng ta luôn đi tìm mọi nhu cầu để đáp ứng cho cuộc sống được sung sướng hơn, được hưởng thụ nhiều hơn, thì làm sao chúng ta có thể tin vào quyền năng và phép lạ của Thiên Chúa được? Không tin có Chúa, nhưng chúng ta lại tin có quỷ, việc làm của ma quỷ mà. Vậy nếu cứ cho việc anh Thomas Việt được chữa lành do ma quỷ làm, thì chúng ta có tin là có Chúa hay không? Thiên Chúa không làm được phép lạ sao? Ma quỷ do đâu mà có? Không phải từ chính thiên thần sa ngã, bị Chúa phạt đó hay sao? Một người anh em cùng cộng tác.
Con người nhỏ bé khó nghèo đơn sơ, điều gì làm mẹ đẹp? Kính thưa cộng đồng dân Chúa, khi thị kiến với Đức Maria mẹ Thiên Chúa chúng ta, con được thần khí ban cho hồng ân đặc biệt, ơn hiểu biết và bé nhỏ khiêm nhường. Khi diện kiến với Đức Mẹ, tâm hồn con là một em bé ngây thơ. Con còn nhớ rất rõ con đã hỏi Đức Mẹ một câu hỏi ngây ngô như sau. Mẹ ơi, sao mẹ đẹp quá vậy? Vì Đức Mẹ đẹp quá. Mãi cho đến bây giờ con mới được nhìn thấy mẹ mỉm cười. Mẹ bảo, ồ, mẹ đẹp là vì mẹ yêu. Mẹ yêu thôi con ạ. Các con hãy tập yêu đi và hãy yêu từ tận đáy lòng. Từ bởi một tâm hồn đơn sơ chân thật, thì các con cũng đẹp lắm chứ. Sao các con lại không đẹp được? Tại các con cứ để cho tâm hồn mình cao trọng già nua, rồi dẫn đến xấu xí đó thôi. Nếu các con muốn đẹp, tâm hồn các con phải hồn nhiên như một em bé trống rỗng đơn sơ trước mặt Chúa. Hãy bé nhỏ thôi, hãy bé nhỏ thôi, như Chúa hài đồng Giê-xu vậy. Mẹ ước ao rằng tâm hồn của mỗi các con phải trở nên bé nhỏ, thì các con mới đẹp đích thực. Như vậy mẹ nói các con phải tập sống vứt bỏ hết những cái to lớn của mình. Đây là lời nói cho tất cả các anh em con. Mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Các con hãy sống nhỏ bé đơn sơ để được vào nước trời mà cha các con là Thiên Chúa đã dành sẵn cho các con, là những tâm hồn nhỏ bé đơn sơ biết chạy đến cùng Ngài. Ngày nay trên thế giới, nhất là ở Việt Nam chúng ta, nhan nhản thấy rõ đa số chúng ta ai cũng muốn thể hiện ra bên ngoài. Ai cũng có cái tôi to lớn của mình. Từ đó, cái tôi thành cái tội, nguyên nhân dẫn đến những tội lỗi đáng tiếc được xây dựng từ cái tôi của mình. Vì lẽ đó, Đức Mẹ nói, nước trời rất dễ thuộc về các con nếu tâm hồn các con hãy trở nên như trẻ nhỏ, và tình yêu của Thiên Chúa cũng sẽ sinh sôi nảy nở trong mỗi tâm hồn các con.